là một thằng con trai phải chăm ngoan, chịu khó lo làm ăn. Ngần này diêm thôi mà cứ kêu nhọc nhằn. Mày liệu hồn nghe chưa, từ hôm nay ngày nắng hay ngày mưa, bán hết diêm xong mới được vác xác về. Này này là cô chú anh em, mau đến đây mà xem, em bán diêm xem thắp nhang đốt nhà, hãy đốt phong lòng cho bớt xui tiền nóng, mua giúp em nào mua đốt cho ấm lòng. Giờ về thì bố anh nát bông, xong vứt ra bờ sông, diêm vẫn đây làm hơi thuốc cho đỡ buồn. Ôi quá phê pha, tiền ở đâu hiện ra, ôi bé xa chào cô chú đi con à. Em dài diêm bờ phê đấy, có muốn nhiều tiền thì ra chuyện là em mày làm gì chứ đừng có đưa thằng em vào Mai Thúy. Tuổi trẻ còn dài công an bắt thì lâm nguy, giàu có đến mấy cũng không ham, những món đi có là làm. Chị muốn xin quay gì, sao qua tao của chị, chào con thích cực kỳ. Là một thằng buôn diêm nghèo như anh, tiền bán không đủ ăn, vì vậy nên anh làm shipper giao hàng. Vừa được ba bên kia nhờ đi giao quà táo thôi mà sao dấm dúi đưa cho bao tiền, ôi khách sụp. Đừng dừng nhiều soi lắm con ơi, vô lỡ đâu bị sợi, con cảm ơn phải đi ship cho khách hàng. À vậy thì con cứ đi đi, nhưng lỡ con gặp nguy, đây số phone thợ săn sói trong khu rừng. Ở tận quần cam quá xa xôi, xa thế ôi rồi ôi, nhưng cứ đi vì đi mới có mắn nì. Rẽ trái hay sao, thôi chết ra bờ ảo, đang ở đâu giờ em biết đi thế nào. Chào bé con, ship gọi đồ, ô thế à, mau bước vào nhà bà, một quả táo, món tràng miệng, ăn miếng nào cho chất giọng ngọt ngào. Tình hình bà cứ thấy sai sai, quả táo này của ai, con ship cho bạch tuyết sống trong khu rừng. Con tuyết con nào, ơ ý ba là sao, tao sói đây, một thôi chết không xong rồi. Và thế là nhờ chuyến giao hàng nhầm địa chỉ mà cậu bé bán diêm đã vô tình cứu được gia đình cô bé quàng khăn đỏ khỏi con sói già và cứu Bạch Tuyết khỏi quả táo độc. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hóa ra Bạch Tuyết chưa chết. Thằng Simba!